Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng 11, cũng là gần Tết Tất Niên rồi đó, tức là ngày chung cuối năm của âm lịch chúng ta. Thì Phương Trật Tử sẽ sắp sửa lên một tuổi nữa, tức là sắp già, sắp đi vào lò thiêu. Nhưng mà cái đạo quả không biết nó đi về đâu. Thì cứ mỗi kỳ cúng hội là chúng ta cầu siêu cho cha mẹ bà con của quyền thất tổ không biết đi về đâu. Thì chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu chúng ta không biết thì chúng ta cũng không biết mình đi về đâu. Đó là một cái đau đớn, một cái nhức nhối, một cái trăn trở của tất cả chúng người xưa, thời Đức Phật Thích Ca, trước Đức Phật Thích Ca và chúng ta sau này và mãi mãi sau này. Thế mà quý vị không chịu tìm hiểu. Tôi mấy năm trời ở đây đó, gần 30 năm tôi cũng giảng về vấn đề đó thôi, giảng đủ cách hết. Mà quý vị không để ý, cứ đi mông cầu bên ngoài, nhất là thời buổi này. Không ai cứu mình đâu. Tôi đã nói vậy, dầu cho Phật Thích Ca, dầu cho Đức Đại sĩ Quan Âm, nếu ai cứu mình được, tôi xin chịu đọa địa ngục. Chỉ có mình thôi, ngoài ra không có người nào khác. Phật Thích Ca chỉ là con người chỉ đường thôi. Còn mình mới chính mình là cứu mình. Thì tôi cũng nhắc nhở cái đó thôi. Quý vị trở về con người mình, tìm hiểu con người mình. Thì con người mình là quan trọng, là có sáu căn thôi. Chính sáu căn lục trần này nó đưa mình xuống địa ngục, và cũng sáu căn lục trần này đưa mình lên cõi trời, và cũng chính sáu căn này đưa mình đi tới La Hán và Như Lai. Thì quý vị trở về đó rồi quý vị theo dõi nó. Nếu người không lấy cái chánh mà đi lấy cái phụ, cái cầu bên ngoài, cầu tha lực, khi mà có đau khổ thì cầu người khác, rồi đặt cái câu hỏi không biết cha mẹ mình bây giờ về đâu, thì nhờ ơn chư Hòa Thượng, chư Đại Đức giúp đỡ cho những ông đó. Giúp đỡ thì dĩ nhiên rồi, quý sư cũng giúp đỡ như Phật vậy đó. Nhưng giúp đỡ là một việc, còn mình có đi hay không, cái đó mới là một việc chánh nữa. Như tôi năn nỉ quý vị thọ năm giới, ăn chay một tháng 10 ngày, và nếu cần ăn chay trường, rồi phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, rồi khỏi cần niệm Phật rồi chìm đắm trong đó nữa. Rồi phát nguyện xin về xứ Cực Lạc nếu chưa thành A-la-hán. Nếu quý vị theo đó làm mà không thành Như Lai, tôi xin xuống địa ngục. Rồi bây giờ nói giờ tôi sư làm thế luôn, thì cái này dầu cho Phật Thích Ca, dầu cho Quan Âm Đại Sĩ, dầu A Di Đà cũng không làm gì được. Không làm gì được, tôi dám nói như vậy. Quý vị phải thực hành thôi. Thành ra qua cái ngày 21 tháng 11 rồi, không có gì hết. Nhưng mà chưa chắc là không có đấy. À, chưa chắc là không có. Cái cuộc đời này cái gì không có cái gì mình chắc được hết trơn á. Tại sao vậy? Tại nó không thật, nó chỉ là chiêm bao, nó chỉ là giả huyễn thôi. Mà quý vị, chúng ta bây giờ đang chiêm bao nè. Mà chiêm bao nó có tới ba cõi, ba lớp. Cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. Cấp 1 là cõi dục giới, cấp 2 là sắc giới. Một dục giới đó tức là chưa giữ giới và ba giới, năm giới. Còn cấp 2 là giữ tám giới. Còn cấp 3 là giữ 10 giới trở lên. Đều trong chiêm bao hết, không có thật. Nếu không có thật thì sư giảng làm chi, tu làm chi. Chúng ta nên nhớ chiêm bao thì không có thật, là khi nào mình tỉnh giấc chiêm bao á. Còn mình đang chiêm bao thì sự vật vẫn có thật thôi. Cái đó là cái lầm biết bao nhiêu người từ xưa giờ. Nếu quý vị đang ngủ chiêm bao, quý vị thấy cọp được, quý vị thấy ma bắt, thì quý vị vẫn tốt mà hôi như thường. Tới chừng mà thức dậy rồi thì không có cọp nào rượt, không có ma nào bắt hết trơn á. Nhưng mà mình mấy vẫn ướt mềm hết. Chúng ta phải hiểu cái đó. Chừng nào chúng ta tỉnh đó,
thì tất cả cấp 1, cấp 2, cấp 3, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều không có. Đó là nói lúc mình đã tỉnh. Thì chỉ có A-la-hán mới làm được cái đó thôi. Mà A-la-hán là cái gì? A-la-hán là sự hành ở trong cái sắc thân không đầy hai thước này. Rồi nếu không tỉnh mà nó cấp 1, tức là địa ngục, thì ở đâu cũng sắc thân này. Cái nhận thức mình quá kém. Còn lớp 2 là gì? Là mình cao hơn, mình thức mình vừa vừa tám giới, nhưng mà vẫn ở trong chiêm báo. Mà nếu mình không hiểu được thì làm sao mình thoát được? Tuy nó chiêm bao nhưng mình phải hiểu cho nó rành. Mà làm sao là hiểu không rành, làm sao là hiểu rành? Đó là một vấn đề mà tôi thường giảng ở đây. Thì tôi năn nỉ quý vị là nên học thuộc lòng. Để chi vậy? Bởi đòi hỏi mình phải có sự nghiền ngẫm, có sự suy tư, có sự nhai cho nó thấu đáo, để nó thành xương thịt của mình, thì mình mới mong tỉnh ra được. Mình đã mê từ lâu rồi, mà quý vị có chịu làm đâu. Nhưng không chịu làm đau khổ quý vị tan. Vì chạy ơi sư ơi cứu con. Nếu cứu được là Đức Phật đã cứu. Đừng có đợi nói tôi đâu có bằng cái lai nào. Cứu là chỉ đường thôi, chứ không phải cứu là đi thế cho được. Chúng ta phải hiểu đó. Thành ra tôi năn nỉ quý vị thôi, chịu khó hạ thủ công phu đi. Nói hoàn cảnh con bi đát lắm sư, nghèo khó chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Thì ai không vậy? Có người đỡ hơn, có người giàu sang, có người nghèo. Mà nói là nghèo, có người nghèo hơn nữa. Rồi mình nghĩ sao? Trong cuộc đời này mình không có phải là người hạng nhất. Cái nghèo khó, mà mình cũng còn ở bậc trung. Ngó lên thì mình không bằng ai thiệt, nhưng ngó xuống cũng còn có một số không bằng mình. Có người bây giờ người ta nghèo tới là không có nhà ở, không có áo mặc, bữa cháo bữa đau, có bữa phải nhịn đói nữa. Nhưng mà cái đó đó đâu có ăn thua gì. Quý vị có thể đói 100 ngày mà không chết. Mấy người uống nước đó, ta nhịn uống 108 ngày. Nhưng mà cái đói của tâm linh, của cái khổ, của cái nhận thức, cái hiểu biết của mình kém cỏi, thì có thể 5 phút là mình tự tử rồi. Chúng ta thấy những người giàu có bạc triệu, bạc tỷ, những ông tổng thống, những ông giám đốc nhảy dầu tự tử. Tại sao vậy? Tại vì ông giàu quá kết xù, quá giàu, thành ra ở giàu thì tất nhiên là phải làm những điều mờ ám, rồi sợ bị bắt rồi phải nhảy lầu tức chết trước. Thì bao nhiêu những cái tiền bạc kết xù bỏ lại thôi. Chúng ta thấy đâu có ai giàu bạn vua lầu lửa, tức là giàu nhất thế giới đó, vua của nước Mỹ đó. Vô dầu lửa, khai cái mỏ dầu ở Trung Á, Trung Đông. Thế giới không ai bằng. Thế mà vẫn đi vào đường chết tới. Trước khi chết, ông làm một cái cho thế giới, nhắc nhở thế giới. Cái hòm bằng bạc, bạc thiệt á, ông đục hai cái lỗ, ông đưa hai cánh tay ra. Rồi đi khắp hết nữ ước, để chúng sanh thấy rằng ông không có đem theo cái gì, có hai bàn tay trắng thôi. Mà ông là Mỹ Kim, là tỷ tỷ Mỹ Kim, mấy trăm bà vợ. Mà làm được cái gì? Thế mà chúng ta không giác ngộ, chúng ta không tỉnh thức. Chúng ta vẫn biết chứ, nhưng biết sơ qua thôi, chứ không biết thật sâu sắc. Mà muốn sâu sắc thì chúng ta phải nghe giáo pháp. Tôi năn nỉ hoài, nghe giáo pháp thì mới có cái bánh vẽ. Mặc dù nó chưa có gì, nhưng mà nhờ nó mình mới có nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm thì phải có thì giờ thiền định. Cái này là cái khó đấy. Ở đây quý vị học giáo pháp rất nhiều, nhưng mà nghiền ngẫm thì nhiều như ít có ai dám làm. Nghiền ngẫm là phải ngồi thiền, kiếm chỗ vắng lặng. Có nhiều người sợ cái vắng lặng, nhất là nhờ cái nghĩa địa mà có ma này kia, mình sợ lắm. Trời ơi, mình sống một cái thân mập gì mà sợ mấy người chết.
Khi nào mình làm ác thì ma nó mới phá mình được, chứ mình làm thiện mà làm sao mà ma mà tà thì bất cảm chánh, người tà là không bao giờ là sợ người chánh, chứ người chánh làm sao mà sợ tà. Như quý vị bây giờ giữ giới này, quý vị không bao giờ sợ công an, mình tội lỗi gì đâu, mình không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì làm sao bắt mình được, tội lỗi gì đâu, người một công dân tốt mà. Quý vị không giữ giới bây giờ quý vị giàu có thì đi đâu quý vị cũng còn lo. Thành ra mình nên nhớ cái giữ giới là cái quan trọng nhất. Mà giữ giới rồi không hành thiền, không nghe pháp thì không ích lợi gì hết. Mà muốn hành thiền thì phải có thời giờ, ít nhất có 1-2 tiếng. Mà nó con hành hoài 3-4 năm nay rồi, sư chơi với 3-4 năm ăn thua gì, suốt cuộc đời này cho tới chết mà chưa đắc quả, sanh lên tiếp tục hành thiền nữa cho tới chừng nào đắc quả thôi. Mà làm sao đắc quả, làm sao biết mình đắc quả thì phải nghe giáo pháp. Giáo pháp còn kinh cả đống mất kìa, mà kinh tụi con coi đâu có hiểu. Mà nếu không hiểu thì còn các nhà sư làm chi. Nhưng nhà sư biết nhà sư nào là chân chánh, giảng cho đúng cái lối tu của Đức Phật. Chúng ta đặt nhiều vấn đề lắm thì có nói Đức Phật cũng có trả lời như thường thôi. Nhà sư muốn biết chân chánh là mình coi cái giới, cái giới hạnh, cái thiền định và cái trí tuệ của các nhà sư đó. Mà làm sao con phân biệt được? Mình cứ hỏi tới, nhưng mình phải tìm hiểu. Giới tức là mình đọc 10 giới rồi. Nó không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp phải tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không ghiền các chất sai, phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau, không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không nghe xe mát múa, không trang điểm phấn son, không ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai, phải ăn chay ngọ, không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Mình có mắt, mình có tai, mình nhìn, mình biết chứ. Mình nắm giới rồi thì nhà sư dạy đó là tạm. Không biết làm sao như cái này có thể dạy cho mình được. Ông sống đời sống rất là giản dị, rất là đơn giản. Ông xứng đáng là một người gương mẫu, một người thầy dẫn đường cho mình. Thì mình học giới Phật rồi mình áp dụng, ông sư nào giữ được thì mình gần, không giữ được thì mình lánh xa. Đừng phê phán, mình không làm được đâu. Người ta làm được thì người ta không đúng thì tội lỗi người ta chịu. Mình phê phán là mình mang tội. Rồi cái định thì coi sư đó có ngồi thiền không, có giảng thiền không, giảng làm sao. À, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi còn niệm Phật, chìm đắm trạng thái ra khỏi trạng thái chìm đắm, giảng có rành hay không, có chỉ cách cho mình tu hay không. Mà cái đó phải là giải thoát hay không, nó khó chỗ đó. Giảng đâu phải biết đây là cõi trời sắc giới. Phước thì sung sướng hạnh phúc an nhàn của cõi trời, nhưng mà chấm dứt luân hồi sanh tử thì không chấm dứt. Nó chỉ là nâng lên lớp cao thôi, lẫn vẫn thôi. Như vậy con muốn đi tới giải thoát thì không phải nương cái đó để qua giải thoát, mà qua bằng cách nào thì cái đó phải nhờ sư chỉ. Từ cái nhị thiền định sanh hỷ lạc, cái tâm định rồi thì cái hỷ mới phát sanh. Từ đây là nếu có thiện trí thức, nếu có bậc thánh nhân, nếu có sự trăn trở thao thức thì mình gõ mãi mình sẽ nhận được cái bất tử. Thì cái này không có pháp môn nữa, thì cái này là cả một vấn đề khó khăn đấy. Tôi đây tôi giảng biết bao nhiêu lần rồi, và tôi cho 3 bài Huệ Năng, Quyền Giác, Bồ Đề Đạt Ma, Lương Võ Đế, rồi tới Phú Lầu Na. Thì những cái đó là nói về cái đó không, rồi tôi nói với Phật tử phải lựa chọn nữa, rồi sau này tôi sẽ giảng nữa. Nhưng Phật tử làm thì đa số là hay, một số lớn là tức là cũng được 3 mấy vị đó, tôi cũng rất mừng. Tôi bây giờ lò thiêu tôi cũng vừa rồi, bởi vì nó có một số Phật tử nắm vững rồi. Có 70, 80, 90, 100 mấy mà được 30 mấy thì tôi cũng mừng. Nhưng mà tôi cũng chưa thỏa mãn, tôi muốn là tất cả đều phải thành Phật hết. Cái mộng tôi là vậy đó, chứ cũng giống Phật Thế Tử Si Đạt Đà. Ngài ra đời là Ngài muốn thành tất cả chúng sanh đều thành Phật, chứ Ngài không muốn đưa vào cõi trời.
Nhưng mà cái thời buổi này làm sao? Tôi ở đó giờ không có tu tịnh độ, tôi có tin tịnh độ. Mình thấy nó nói như nó dốc. Cái cảnh giới mà cực lạc làm sao hiểu được? Bủa lòng bác ái khắp trời mà nói ra những pháp mà trong đời khó tin. Thế giới mà sát na làm sao quý vị hiểu được? Trong kinh sách nói, nhưng mà tôi thấy học giả giảng đa số là theo cái hiểu biết tôi thì nó không đúng. Thế giới tịnh độ rất là khó hiểu. Thế giới chu kỳ của chúng ta ta bà thì dễ, còn thế giới tịnh độ rất là khó hiểu. Mà làm sao với cái thế giới tư tưởng mà diễn ra thế giới tư tưởng? Thế giới của ngôn ngữ, của lời nói mà diễn cái thế giới phi ngôn ngữ thì làm sao diễn tả được? Nhưng mà tôi phục Đức Thật Phật, Ngài không diễn được, nhưng mà Ngài diễn lơ lớ, nghĩa là diễn về cái pháp, cái bánh vẽ của thế giới sát na. Rồi chúng ta chụp cái bánh vẽ ra, chúng ta cho là bánh thiệt thì lại chết nữa. Ngài không chỉ cái niết bàn, nhưng mà Ngài chỉ con đường đi đến niết bàn. Mà chụp cái con đường mà nói đây là niết bàn thì nó lại kẹt. Nhưng mà kệ, cứ làm đi. Rồi nếu mà có cái bánh vẽ hơn là không có. Thành ra đây tôi muốn phân biệt quý vị giữa tư tưởng, tức là thế giới quý độ, thế giới chu kỳ, thế giới sanh già bệnh chết, thế giới có điều kiện thì chúng ta thấy dễ rồi. Thì ngay trong thế giới đó có thế giới phi điều kiện, thế giới sát na, thế giới tịnh độ, thế giới của nhập lưu nhất vãn lai bất lai. Nhưng mà chưa phải là thế giới thiệt nha. Thế giới này không phải thiệt mà không phải giả. Đó là thế giới tịnh độ. Tới chừng A-la-hán trở lên mới qua tới Bồ-Tát Bích Chi Duyên Giác Bồ-Tát Phật, đây mới thế giới thật. Thì chúng ta phải hiểu. Thì quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ biết cha mẹ, cửu quyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc mình sanh ở đâu. Quý vị muốn tìm là quý vị gặp thôi. Đó mới là cứu độ thật sự. Chứ bây giờ sư ơi sư cứu giùm con, đâu có cứu được. Mà chừng đó quý vị cũng không cứu được. Quý vị chỉ đường thôi, năn nỉ họ tu. Mà quý vị năn nỉ thì kết quả nhiều hơn. Tại sao vậy? Vì đó là bà con quyến thuộc, cái tình nghĩa nó đậm đà hơn. Cũng như cha mà độ con đó, mà nếu mà đắc quả rồi thì dễ độ hơn người ngoài. Anh em độ nhau thì cũng dễ, còn người ngoài thì còn thường khó độ. Cũng như là bên Tây Phương đó, mấy người lớn tuổi qua bển là con cái nó không có nuôi, mà không phải là không nuôi, muốn nuôi cũng nuôi không được. Con người là cái máy mà, đi làm một ngày 8 tiếng rồi về là nằm ngủ, không đủ thì giờ ngủ nữa. Thì mẹ bệnh vô nhà thương thôi, cho mấy cô y tá nuôi. Thì 10 người đó chết hết 9. Chết không phải thiếu thuốc, mà đúng là thừa thuốc. Mà chúng ta sống đâu phải là cái thân, mà còn là cái tâm, cái linh hồn, cái tình người. Mà qua bên bển thì con người cha mẹ không có tình yêu. Mấy cô y tá đâu phải con mình, dầu lo mình cách mấy, nó cũng thiếu một cái gì đó. Thiếu cái tình người, thiếu cái hửi hơi của người con. Chúng ta để ý coi, người mẹ nào mà sanh con ra rồi cho vú nuôi, thì đứa con đó lớn lên là nó thương vú, nó không có thương mẹ nó. Tại sao vậy? Vì nó gần gũi mẹ rồi, thì cái mùi, cái hơi của mẹ nó đã là cảm mến trong đó rồi. Chúng ta luân hồi sanh tử cũng do cái đó, mà giải thoát cũng do cái đó. Chúng ta phải hiểu. Thành ra tôi muốn rằng chư Phật tử phải đi sâu vào cái con người của mình, do Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lặc đã chỉ lại trong di thức, mà 40 mấy năm tôi đã trăn trở với nó, tôi thấy rất hay. Tôi không biết có đắc quả không, tôi xin thưa thật vậy, chắc có lẽ là chưa đắc lắm. Nhưng mà cái vấn đề sáng tỏ về xác thân này giải thoát thì tôi thấy tôi trình bày tương đối sáng tỏ. So sánh với mấy học giả trước thì có nhiều chỗ tôi không đồng ý, bởi vì nó mơ màng.
giảng cái gì cũng phải giảng ngay trong xác thân này và ngay trong cuộc sống này, chứ không có ngoài cuộc sống này. Không phải niết bàn trên tính từng mây mà địa ngục ở dưới đất này. Đa số quý vị rất sợ những cái đó. Cái đó có hay không sư? Nhưng mà quý vị phải để ý cái đó. Nếu rằng nó có địa ngục ở dưới đất thì sai. Mà nói không có địa ngục ở dưới đất thì lầm. Chúng ta nên nhớ cái tư tưởng mình đã xảo quyệt lắm. Có chuyện nào cũng có hết trơn á. Nhưng mà các chuyện nào cũng là mộng ảo hết, cũng là huyễn hóa hết. Cũng như quý vị đang ngồi với tôi đây có hay không? Quý vị thấy có thực tế là có. Có là sai. Nếu gì không có hả sư? Không có thì trật. Như vậy cho ai ngồi đây, ai nói chuyện với quý vị đây? Mà nếu có vậy quý vị nằm xuống chết tại đây thì còn không? Mất hết. Cái giấc chiêm bao, trong lúc chiêm bao thì vẫn có, vẫn thật. Nhưng đùng một cái ai kêu quý vị thức dậy rồi thì chiêm bao nó đi đâu? Hồi nãy mình đang ngồi, đang nói chuyện với sư đây rõ ràng đây mà. Bây giờ tỉnh thức thì những cái hình ảnh hồi nãy mình đang nói chuyện nghe thuyết pháp nó ở đâu? Hồi đó chúng ta thấy mà khó mà nói được. Hình như vấn đề 21 tháng 11 nó tận thế đó, mà nó có là sai, mà nó không là trật. Tôi thường nói là có thể có trước, có thể đúng ngày, có thể sau đó và có thể không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì nó là chiêm bao, nó là duyên hộp. Vì đủ duyên thì nó hiện, không đủ duyên thì nó chưa hiện thôi. Tất cả những cái giấc chiêm bao, những cái mà tận thế, những cái 21 tháng 10 từ nay còn dài dài, chứ không phải hết đâu. Cái tư tưởng chúng sanh mà, hết cái này thì nói tới cái khác. Như năm 2000 nói tận thế, cũng đâu có tận thế. Mà nói không tận thế là coi chừng lầm á. Mà nói tận thế là sai. Do mọi người cố gắng cải sửa, toàn thể mấy tỷ, 6 tỷ người này sợ chết, rồi bắt đầu cầu giấy thì nó phải chuyển nghiệp. Cây hộp bình bát, gieo cây bình bát thì trái bình bát, nhưng mà đa số không muốn. Được không? Được như thường. Mình phải thông minh, mình phải hợp tác nhau mà chặt nhánh mãng cầu tháp vô. Biết cách chặt, biết cách tháp không? Không kéo cây mãng cầu chết luôn. Thì chúng ta nên nhớ cái cuộc sống của chúng ta là như vậy. Nó phức tạp. Mà nếu chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta không thể thoát được cái giấc chiêm bao này. Thoát giấc chiêm bao không có nghĩa là không có chiêm bao nữa. Thì chúng ta còn lầm cái đó đó. Thoát cái cuộc đời giả dối này. Mà cuộc đời có giả dối hay không? Nếu nói cuộc đời giả dối là sai, nói có cuộc đời không giả dối là trật. Cái quan trọng của đạo Phật là cái chỗ đó mà ngoại đạo không nắm được, 62 tôn giáo không nắm được, cứ lẫn quẩn ngoài. Chiêm bao nó là một giấc mộng mà không thật. Mà nếu mình chạy trốn nó thì mình để kiếm cái giấc mộng khác thì cũng lẫn quẩn thôi. Tại sao mình không ở trong mộng mà đừng dính mắt? Tôi đang lúc chiêm bao mà tôi biết đây là chiêm bao, tôi cứ để chiêm bao diễn biến. Mà tôi đừng dính mắt chiêm bao được không? Nếu tôi thấy rõ thì đâu có vấn đề mà dính mắt. Thành ra nếu một vị thánh nhân họ sống cuộc sống này không bao giờ có vấn đề. Tôi thường thí dụ như trời nhá nhem tối, quý vị đi thấy một cái khối lù lù nằm ở trên mặt đất, mà trời đã nhá nhem, không có đèn đuốc gì hết, thấy mờ mờ thì quý vị bắt đầu nghi. Vấn đề bắt đầu có từ đây. Không biết đó là con rắn, hay là cái thây người nằm chết, hay là loài thú dữ. Đặt vấn đề bị nghi mà. Mới mờ mờ là trong đạo Phật kêu là vô minh. Minh là sáng, vô là không sáng, nó mờ mờ. Cái mờ mờ mà vô minh thì bắt đầu có vấn đề. Ngay đó là cái sai lầm ở đó. Nên mình chấp nhận giờ mờ mờ là không biết là con rắn hay là con cọp, hay là cái gì có ở trong đó. Bây giờ mình bước tới nữa nó cắn mình chết luôn.
Nếu con rắn, nếu con cọp, hay nếu một cái chất nổ gì đó thì mình lại chết. Thì bây giờ có vấn đề thì tìm cách giải quyết vấn đề, làm sao cho mình đừng có chết. Đi tìm khúc cây, đi tìm đèn, đi la lên hoặc tím dây, đủ cách hết để mà coi cái khúc mờ mờ đó là cái gì. Thì đi tìm đó là tất cả pháp môn mà chúng ta giải quyết vấn đề. Mà càng đặt nhiều pháp môn, càng đặt nhiều vấn đề thì lợi sanh sự mà có giải quyết vấn đề được không? Pháp môn làm cách giả dối thay thế cho vấn đề. Ông thì nói đó là khúc cây đó, ông thì nói không đó là con rắn, ông thì nói đó không đó là cái thây ma, thì pháp môn nào cũng nói mình đúng hết trơn á. Nhưng mà pháp môn nào cũng mờ mờ không, mình đó mờ mờ thì pháp môn nào cũng như pháp môn nào thôi, cũng cũng là vô minh chứ đâu có pháp môn nào sáng. Thiền tông thì nói tôi đệ nhất, number one, heo. Còn tịnh độ thì nói là cao thượng nhất về với Phật A Di Đà. Còn minh sát tuệ rồi thiên chúa rồi cao đài rồi tinh lành rồi đủ thứ, cái nào cũng tôi hạng nhất, tôi mới là đúng. Mà tôi cũng mờ mờ như nhau thôi. Thế giới chiến tranh bây giờ cũng vậy. Đời thì kêu cái danh từ là tranh đấu giữa ý thức hệ. Ý thức là gì? Là tư tưởng. Nguyên nhân của sự đau khổ chính là tư tưởng. Ở đời cũng tranh nhau vì tư tưởng. Có chế độ quân chủ, chế độ chuyên chế, chế độ tự do, chế độ xã hội, chế độ cộng sản, đủ chế độ hết. Chế độ nào cũng hạng nhất. Rồi pháp môn tu cũng vậy, tịnh độ, thiền tông, minh sát tuệ gì, thiên chúa, cao đài, tinh lành, tôi hạng nhất. Rồi tranh cãi nhau, nhiều khi bằng đầu tranh cãi bằng miệng, rồi thế tranh cãi bằng bằng cây, bằng cầm dông, bằng súng. Rồi vấn đề sáng tỏ không? Mấy chục ngàn năm nay vẫn y nguyên, đâu có giải quyết. Hết chiến tranh rồi thì ngưng thời gian chiến tranh lại mà vấn đề cũng chưa sáng tỏ. Bây giờ từ nay tới Phật Di Lặc ra, tôi dám nói là cũng vấn đề không sáng tỏ được, tới Phật Di Lặc mới sáng tỏ đấy. Cũng như mà tới Thích Ca ra rồi mới sáng tỏ đấy. Sáng tỏ thời gian nó trở lại tối nữa. Bởi cái con người cái vấn đề là quen rồi, kêu là cái tập đế tập khí. Cái nguyên nhân của luân hồi sanh tử, cái tập đế chính là tư tưởng. Bây giờ làm sao giải quyết tư tưởng? Muốn giải quyết tư tưởng phải kìm một cái tư tưởng cao hơn. Tư tưởng cao hơn cũng vẫn là tư tưởng. Anh đã tranh nhau tôi cao, ông kia nói ông cao, tôi cao hơn nữa. Anh cao thì tôi cao hơn nữa. Tôi tìm những cái suy nghĩ để mà cao siêu hơn. Thành ra Thái tử Siddhartha sau khi ngộ rồi mới tức cười. Ngộ là ngài tính không đi giáo hóa. Bây giờ dứt bỏ vấn đề là chúng sanh nó không chịu. Mà dứt bỏ vấn đề tức là thay thế vấn đề khác nữa. Rồi thời gian thấy vấn đề này thấp hơn thì lại muốn tìm vấn đề mới cao hơn nữa. Mà chúng ta không tìm hiểu từ đâu mà có vấn đề. Cái này là cái Thái tử Siddhartha chỉ tìm thấy thôi. Tại sao mình chấp nhận vấn đề rồi mình cố gắng giải quyết, mình ngu si quá vậy? Vấn đề là nguyên nhân chính của luân hồi sanh tử, của đau khổ. Mà từ đâu mà có vấn đề, sao mình không tìm cái nguồn gốc của nó? Thì Thái tử Siddhartha mới thấy rõ do sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì mới phát hiện cảm giác. Thì chúng ta đang học rồi bây giờ mới giải thích cảm giác, do cái giải thích này mới có vấn đề. Giải thích là tư tưởng. Vì tôi nói tôi còn giảng sâu nữa đấy, nhưng mà chưa đâu. Thì vấn đề đầu tiên đó là căn tiếp xúc với trần. Mà nói căn thì theo Phật giáo chứ khoa học bây giờ học tôi không biết căn là cái gì. Thì căn là sinh lý,
tức là mắt tai mũi lưỡi thân và cái óc. Coi trở lại con người quý vị ha, tiếp xúc với trần là sắc tinh hương vị xúc pháp. Con mắt mà tiếp xúc với sự vật đó là sắc trần. Cái micro, cây, cối, nhà, cửa, nón, giày, dép, vân vân. Sắc trần tức là những cái gì chưa có sự sống, chưa có cái biết. Tôi đã giảng bao nhiêu lần rồi. Rồi quý vị không nhớ phải học thuộc lòng thôi. Thế là tôi bắt quý vị phải trả thôi. Nó đúng là tôi năn nỉ quý vị mà không được rồi tôi bắt, mà không được thì thôi. Vì cái này là cái sanh tử của quý vị, không thì quý vị phải đau khổ dài dài. Thành ra cái trần nó có rất nhiều. Sắc thinh. Thinh là âm thanh, thì tiếng trống, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng người ta nói, tiếng đủ thứ hết, đều là vật lý. Còn mùi thì mùi thơm, mùi thúi, không thơm, không thúi, đủ thứ mùi hết, đều là vật lý, đều là địa ngục, đều là trần. Mình phải nghiêng ngẫm, mình phải thấy trong đó, chứ mình tốt coi người ta nói là vật lý cũng không biết là cái gì. Người ta nói cây cỏ cối này kia rồi vật lý, rồi cái âm thanh cũng vật lý, rồi cái mùi cũng vật lý, mình bí luôn. Phải nghiền ngẫm cho thấy cái vật lý nó rất nhiều. Tất cả những cái gì không có sự sống, không có cái biết. Mà sự sống là gì, cái biết là cái gì, mỗi gì phải học. Nó khó lắm. Như đây có một số Phật tử mà không biết chữ nữa nha. Rồi chán nản nói giờ con niệm Phật để cầu vãng sanh thôi sư, con không có biết chữ. Tôi nói trời ơi, cái chữ Việt đó dễ ợt à. Tôi đã gặp rồi, tôi đi thầy giáo mà. Người nào mà dốt chữ Việt đó học chừng 3 bữa mà ngu lắm 7 bữa là biết đọc thôi. Chữ Việt đó dễ dàng, có mấy chục chữ cái rồi đáp lại đọc đó. Nhưng mà con người có một cái lười biếng ngàn đời. Cái thứ hai là tự ái. Ở đây có một số nghèo tự ái. Tôi nâng đỡ hết rồi mà không được thì thôi. Cái nghèo không phải là cái tội. Cái không biết chữ không phải là một cái tội. Cái tàn tật thiếu căn không phải là một cái tội. Tất cả đều có thể thành Phật. Tôi nói sai là tôi xin xuống địa ngục. Cái đạo Phật đó đâu có ăn thua gì cái tới giàu nghèo ấy đó. Thiếu căn hay là tàn tật hay là bệnh hoạn hay là tất cả những cái khác. Ngu dốt, nghèo, cái đó không phải là một cái không thể thành Phật được. Đều có Phật tánh hết. Nhưng những người thiếu căn, những người nghèo, thì những người này đó là phước báo ít hơn. Nhưng mà phước báo ít hơn không có nghĩa là không có Phật tánh bằng nhau. Nhưng mà dám bền hay không, tôi thường năn nỉ cái chỗ đó. Tôi nói là cái phước báo giống như là cái nước mưa. Bây giờ mình có một chén nước mưa mà người ta tới một hồ 500 đôi thì ôi người ta phước báo quá nhiều. Bỏ vô một muỗng canh muối không ăn thua gì hết. Còn mình một cái chén muối mà bỏ vô một muỗng canh thì thôi mặn chát. Phước báo mình không có. Còn bây giờ tôi không có chán nản thì ở mẫu giáo hoài. Tại sao mình không dám làm như con rùa với con thỏ? Bò hoài bò mãi thì sẽ đến thôi. Tôi từng nói cái đó mà. Người ta chạy mình đi không được thì mình bò, bò không được thì mình lết. Mà lết không được thì mình lúc lắc. Trời ơi, bò lúc lắc tới bao giờ mới tới sư? Người ta chạy thì chừng 5 phút, 10 phút người ta tới, mình lúc lắc thì 30 năm. Tới không? Cái mục đích là cái tới chứ đâu phải là cái mau, cái chậm. Bây giờ tiền bạc không có, mình ngu si, mình phước báo, mình thiếu kém thì mình đi hoài, đi mãi. Phải đi là sống, mà mình cho mình tới là chết. Mình nói cái đạo Phật nó rất dễ mà rất khó. Ở cái ý chí của mỗi người. Con người có chí thì làm cái gì cũng được hết. Tôi đâu nói người không chí như thuyền không lái mà. Tập trung mà ý chí kỹ mạnh lâu sâu. Con tập trung không nổi xưa. Không nổi thì làm hoài lần lần nó nổi. Trời ơi, không mà cha mẹ sanh ra là con không làm bác sĩ được.
Bác sĩ gì lông mẫu dở bò lên. Ông bác sĩ nào mà cha mẹ sinh ra làm bác sĩ bao giờ rồi cũng phải mẫu dở bò. Thành ra tôi năn nỉ quý vị chỉ có một chữ bền thôi. Quý vị dám làm cho tôi thì tất cả người nào cũng thành Như Lai được hết, không là tôi xuống địa ngục. Quý vị lười biếng quá trời, ăn chay 10 ngày ăn không nổi. Không nổi thì bây giờ 10 ngày rồi 6 rồi 8 rồi 10 rồi nằm ở đó luôn. Rồi gặp hoàn cảnh một cái rồi tôi bỏ giới hết. Tu như kiểu chơi ở đây rồi qua 21 tháng 12 có một số người không ăn chay không tu nữa. Khi nào có chuyện là bác thọ giới lại. Tu như vậy đó rồi làm sao. Nhưng năm 2000 thọ giới rất nhiều. Rồi qua năm 2000 cái bỏ, thấy không có gì, không có tận thế. Rồi cái sau này 2012 gì 21 nó bắt đầu tờ giới lại. Bây giờ qua rồi không có gì hết, thôi bỏ. Ở đây ấy có chuyện gì đây, là có người nói là tới Tết Tây qua Tết Dương Lịch đó, 2013 là bắt đầu tận thế lại thì họ nói nữa. Chúng ta tu như là chơi vậy. Đây cũng vậy, có mấy ông nhỏ nhỏ vô rồi ra, rồi vô rồi ra, ra ngoài cổ quá xin vô nữa. Nhất là ông Minh Khuê vô ra xuất gia với tôi 7 lần. Ông rất là hiền. Ông về nhà thì ông nhớ tịnh xá, khổ quá xin trở lại, tôi thấy hiền tôi cho vô. Vô thời gian nhớ nhà trở ra nữa. Mệt lắm 7 lần như vậy đó. Ở đây thì hiền, thôi thì tôi thấy tội nghiệp, tôi không nỡ năn nỉ quá mà ông hiền ông vô không có đụng chạm tới sư nào đó. Làm công chuyện rất là siêng. Nhưng mà cái ý chí kém mà biết làm sao bây giờ. Thì mà nâng đỡ, tới nâng đỡ cuối cùng không được thì thôi. Vì cái nghiệp lực chúng sanh, có người từ địa ngục mới bước, có người từ súc sanh. Mà súc sanh làm sao mà có ý chí? Dù mình muốn nó có ý chí nó cũng không có. Mấy vị học mà cái 15 lần chúng sanh tôi giảng thì mới biết. Ngạ quỷ là chưa có tư tưởng. Mà nếu nó mang thân người mà cái tâm nó ngạ quỷ thì chết rồi. Phật còn đầu hàng đừng nói là tôi. Mà Phật người ta biết, tôi đâu có biết, cứ xin xong thôi thấy nó tội nghiệp thì cứ cho vô. Và cái căn cơ nó rồi nó cũng ra đời nữa. Rồi tới mà xuất sanh nó có tư tưởng mà nó cũng chưa có ý chí nữa. Cái địa ngục, cái ngạ địa ngục thì khỏi nói rồi. Đâu có dạy gì đâu. Còn ngạ quỷ nó sống về cảm giác. Nó khuấy đồ ăn, nó thấy tiền bạc, nó khoái, nó không có suy nghĩ gì, nó nhào vô nó giật thôi. Cái thứ này làm sao mà tôi có biết được thì tôi cũng ráng độ thôi. Mà độ thì rất lớn, không bao giờ độ được. Còn tới cái thân người mà tâm xúc sanh thì chỉ có sự tư tưởng suy nghĩ thôi. Chứ không có ý chí quyết định đắn đo cái hậu quả của việc làm của mình. Bây giờ xúc sanh tiến lên loài người rất nhiều. Ở đây có con Phật tử. Vô đây tôi khuyên năn nỉ hết sức. Mà không được. Vô đây ở rồi thì vô ăn chay bữa là chay, mà cũng xưa vô cái ăn gặp gạo lứt muối mè ăn điểm tâm sáng là cháo gạo lứt ăn đâu có nổi, thôi trốn về xin về. Rồi ở ngoài thấy khổ khổ đói vô xin nữa rồi thôi không có được, mình cũng ráng thôi. Nhưng bây giờ cái căn nó như vậy rồi khó mà lên, chỉ có người và trời dục giới, người nào mà thọ năm giới ăn chay được 10 ngày thì mới hy vọng có thể tu được. Nhưng mà phải có hoàn cảnh à. Về hoàn cảnh mà bi đát nữa thì thôi, ra đời trở lại. Thành ra người xuất gia rồi chuyện thế sự không biết, cõi thế sự xa mất biệt hình. Mà mấy người trà vinh mà xuất gia trà vinh thì không có yên được. Gia đình cứ vô cho hay này cho hay kia. Mà trong luật là cấm à. Người xuất gia rồi cha mẹ anh em đến thăm là ông thầy phải cho phép, ông thầy ngồi đó chứng minh. Ông thầy nói chuyện chứ không được đệ tử nói chuyện. Không được đem chuyện gia đình nói với người đã xuất gia rồi. Không khó vậy, xuất gia rồi ha, 3 tháng về thăm nhà một lần, 6 tháng về thăm một lần, 2 năm về thăm một lần. Từ đó về sau không còn cha mẹ riêng tư nữa. Cha mẹ chung thôi. Cái đạo Phật là cái đạo cao nhất. Nếu không làm Phật là làm ma, chứ không có làm trời được. Thành đó chúng ta thấy hồi mà vua Tịnh Phạn mà ra lại Đức Phật đó, ngài đâu có thấy là Phật, ngài chỉ xá thôi. Con mình mà Thái tử Siddhartha thành Phật, mà ngài không biết Phật với Thái tử Siddhartha là hai
cái trạng thái một trời một vực. Đức Phật ôm cái bát đi xin ăn với 1250 vị ngài ra là chặn lại không cho đi. Ngài nói con nên nhớ con là Thái tử Siddhartha, là con vua, mà con đi xin ăn vẫn mất mặt dòng họ vua chúa. Ta là vua mà ta nuôi con tới 1250 vị, giàu 10.000 bây giờ mới bao bao nhiêu năm cũng được hết. Con quên đây là vua sao? Thì Đức Phật mỉm cười, nói bệ hạ nói rất đúng. Bệ hạ là vua, dòng họ giỏi vua chúa, bệ hạ giữ cho cái uy danh của bệ hạ thì rất đúng. Nhưng bệ hạ quên là tôi hôm nay không còn là thái tử nữa. Tôi là Phật, là con của ba đời chư Phật. Mà ba đời chư Phật đều đi xích ăn hết. Bệ hạ bây giờ chỉ là một người thiện tín, một người Phật tử, con của Phật, tức là con của Thái tử Siddhartha. Bệ hạ phải sám hối cái lời nói của bệ hạ. Như Tịnh Phản biết, sám hối liền. Chúng ta phải hiểu. Mà đừng nói gì cái đạo Phật cao siêu, quý vị coi ngoài đời cũng vậy thôi. Bây giờ quý vị đi, đi làm ông trưởng tòa, ông tòa án, chính quý vị đi. Bây giờ ngồi đối xử, mà ông cha quý vị hay mẹ quý vị mà phạm tội theo luật pháp, bây giờ xử là bà mẹ đó phải bị con, bị ông tòa án đánh 30 đôi. Giờ mặc áo tội phạm rồi đó, quỳ ở trước mặt người mẹ, quỳ ở trước con. Ở ngoài đời thôi, tôi không nói trong đạo. Bây giờ quý vị đi làm một người trưởng tòa để ngồi xử mẹ mình, mà bây giờ đâu còn mẹ nữa, đây là một tội phạm. Mà bây giờ đâu còn con nữa, đây là trưởng tòa. Rồi quý vị xử như sao? Phải kêu lính đánh 30 mẹo thôi. Bây giờ đâu là còn là mẹ nữa, mà đâu là con nữa. Trưởng tòa phạt tội nhân. Nhưng khi đánh rồi trả về rồi, quý vị về nhà rồi, thì bây giờ vẫn là mẹ con. Mỗi giai đoạn nó mỗi khác, mình phải hiểu như vậy. Mà đâu quý vị thấy cái đạo Phật nó cao siêu của quý vị, thì trong giai đoạn đó tôi khi về nhà rồi vẫn mẹ con như thường, vẫn lại mẹ. Nhưng mà lúc ở trưởng tòa đó thì mẹ phải lại con, giờ phải chịu 30 hèo con sai lính đánh. Còn Đức Phật đi tu là suốt đời là Phật, thì Tịnh Phạn là con đời đời của chư Phật. Thành đó quý vị thấy là cái lớp áo này nó không làm nên thầy tu, mà mỗi lúc nó mỗi khác. Thành đó tất cả cõi đời này đều là giả huyễn, nó không có thật, nó chỉ là năng lực làm cái vùng hào quang thôi. Rồi sau này tôi sẽ giảng quý vị tu cho đến chỗ đó, đụng tới hào quang, tức là đụng tới A-la-hán thì mới thôi. Thành đó nó còn nhiều cái rắc rối, nhiều cái nhiêu khê trong cái cuộc sống này, chúng ta phải cần tìm hiểu từ từ nó. Thành ra tôi năn nỉ quý vị phải đi nghe pháp. Mà muốn đi nghe pháp, quý vị phải có phước báo. Phước báo thì phải bố thí, phải cúng dường, là cái đó cái bàn đạp để đi tới cái giáo pháp. Chính giáo pháp mới đưa mình tới giải thoát. Thành ra Đức Phật nói tam thiên thất bảo nhạo thí ti đa dụng tận hoàng quy sanh diệt. Vàng bạc lưu ly thất bảo xa châu cừ mã não, mà có 3.000 tam thiên đại thiên thế giới không bằng một câu pháp lý. Thành ra bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý, thì trong đó là cái pháp thí là quan trọng hơn. Quý vị bố thí tiền bạc cho người ta, đi vô lửa vô nước cứu người ta, thì bắt quá là được một cái đời đó thôi. Quý vị đi quỷ lợ giúp mấy người nghèo thì chỉ lắm là ăn một cuộc đời đó thôi, rồi chết rồi luân hồi trở lại. Mà vô tình mà lợi dụng ý lại vào cái vô của bố thí đó thì còn tội còn nặng, xuống còn địa ngục còn nặng nữa. Còn quý vị nghe mà câu pháp lý, quý vị ngộ được cái bất tử thì đã xong, không còn lang thang nữa. Thì đâu có cái bằng cái gì quý bằng cái pháp lý. Thành ra Đức Phật nói pháp lý là ba đời của chư Phật, tất cả chúng sanh đều phải nương vào đó để mà chấm dứt cái đau khổ của cuộc sống này.
Thành ra tôi thường năn nỉ quý vị là cố gắng nghe, nhưng mà nghe rồi lỗ tai này nó lọt vào tai bên kia, nó chưa có vào trong linh hồn mình. Muốn làm cái gì nên thân đó, thì cái pháp lý phải nhập tâm. Niệm Phật nhập tâm thì mới thành Như Lai được. Phải phát nguyện nữa thì giảng sanh được cõi Phật. Nhập tâm là gì? Là tiếng niệm Phật nó đầy tràn trong ai lại gia, tự nhiên nó tràn ra, không cần phải suy nghĩ để nói nữa, mà từ trong đó nó đầy rồi nó tràn ra. Mà muốn đầy tràn thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Cái gì nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm thì dễ, dễ chứ mà nó phóng hoại. Tới chừng mà không niệm nữa, muốn niệm là tự nhiên trong linh hồn mình có tiếng niệm Phật, thì đây mới là nhất niệm. Chúng nhất niệm này lầm biết bao nhiêu ha. Tôi đi giảng miền sâu miền xa, cả đến Hoàng Pháp xuống, không ai biết nhất niệm là cái gì hết. Chúng ta cứ sống về cái hình tướng bên ngoài, chứ chúng ta không biết nội dung. Chúng ta không biết cái phẩm chất của nhất niệm, mà cái kể cái số lượng cho nhiều. Hỏi nhất niệm đưa tay lên: bạch sư, một ngày con niệm 10 sâu. Bà kia nói tôi niệm tới 50 sâu. Bà nọ nói con niệm 100 sâu. Còn bà kia nói con niệm một ngày 1000 câu niệm Phật. Bà nói ăn thua gì, tôi đã 2000. Bà nọ nói tôi 4000. Bà hỏi tôi cái nào đúng sư. Tôi nói không cái nào đúng hết, không cái nào nhất niệm hết. Chúng ta cứ tính cái số lượng ở ngoài, mà chúng ta không tính cái phẩm ở trong. Muốn đi nghe Pháp, muốn lợi chùa đó, chùa phải chùa to cột lớn, treo cờ rồi cho nhiều phải không? Ông sư, ông sư cô đó phải ra ngoài đường lộ đãi chúng ta, vô phải có trà nước, bánh ngọt, rồi phải đãi cơm, đãi nước nữa, thì đó mới là chỗ tu, chỗ cho mình đáng tới. Người xuống rồi nói chuyện đời không hả bà? Thôi, khi đó tôi đi rồi, tôi xấu hổ, tôi lấy tâm một quả thượng đó. Thì có một cô Việt Kiều đó về, nói con mới về nè, cô về lúc này khá không? Tôi đang cất chùa đó, và cô cúng tiền cho tôi nhiều nhiều một chút nha. Tôi mắc cỡ, và thượng nói tỉnh queo à. Tôi đang cất chùa đó, chùa cất mấy tầng lầu á, làm tượng Quan Âm nữa đó. Một cái tượng Quan Âm đó 4-5 tỷ nha, không phải giỡn đâu. Làm cái nền phải đúc cho nó vững, rồi thỉnh Quan Âm về đó nó 4-5 tỷ bạc. Tôi cất cái cửu quyền có 200 mấy chục triệu. Tôi không chịu xài sang, mà tôi gần sập tôi mới cất à. Chứ còn mà còn tốt mà đập bỏ mà cất lên nữa là tôi không có làm cái vụ đó được. Còn cái mồ xây đó 3-4 tỷ, có cái mồ để mà đúc cái hòm vô đó, tôi không biết bên chùa sao. Tôi thì tôi là muốn đồ đầu của miếng đất có cái lỗ đó khỏi cần hòm, nó lấp lại như con chó vậy đó. Thì mình cũng đất nước lửa gió như vậy, mình cũng là con thú vật mà có hai chân thôi, nó có gì đâu. Cái linh hồn mới là chánh, còn cái thể xác thì ai cũng như ai thôi, cũng đất nước lửa gió thôi. Cái chứng đắc là đứng đắc ở cái tâm. Quý vị nên nhớ chỗ đó. Thì thôi tôi nói một ít gì quý vị biết. Kỳ sau tôi đi sâu tới nữa. Mình có ba cái thân hết tẩy. Cái thân bên ngoài là cái thân đoàn thực, tức là quý vị dễ nhận thấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Ở trong là tim, can, thế, phận. Thì quý vị chết thú quá à, phải sanh già bệnh chết. Ăn thì ăn sắc, ăn tài, ăn danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Là thế giới bây giờ của chúng ta đang chìm đắm trong đó. Kêu là thế giới đê tiện nhất. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ngay trong cuộc sống và ngay trong xác thân của chúng ta. Rồi tới cõi người, trời người, ba giới, trời dục giới, năm giới là cũng còn ở trong đoàn thực. Trong sắc tài danh lợi, nhưng mà thanh cao. Trời là thanh cao, thiên là cao thượng. Cao thượng mà cao thượng ở trong dục á. Dục tức là ham muốn. Dục của dục giới, ham muốn của cái dục, thì đó là đê tiện. Đã ham muốn rồi, ham muốn một cái chìm đắm trong cái dục, tức là ở dưới sình rồi, bây giờ lún sâu xuống sình, sình ở trong sình.
Còn tới cõi tám giới là bắt đầu cõi sắc giới. Bây giờ không ăn uống như vậy nữa nha, làm sao đạt cái đó thì tới thư giãn. Tức là phải qua tứ thiền, mà muốn qua tứ thiền thì qua năm triền cái. Năm triền cái là người trời dục giới phải đắc cho được. Rồi năm triền cái mà liên tục cho tới định nhập xuất đó thì là cõi trời sắc giới. Tức là đời sống phải cao thượng, mà cao thượng về sắc thân trước, rồi mới ảnh hưởng tới cái tâm. Mà chúng ta nên nhớ thân tâm không phải là hai nha, nhưng cũng chẳng phải là một, nó có chỗ đó. Cái thân mà sắc quẩn vật lý thì chúng ta thấy nó thô tháo, chúng ta cầm nắm được. Chẳng hạn như tôi nói nãy, con mắt thấy sắc, tức là cả những cái hình tướng này kia, là tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi cái mùi, miệng thì ăn cái đồ vật, rồi cái thân này xúc chạm với trơn láng mịn màng, đều là địa ngục vô gián. Thì con mắt mình địa ngục hữu gián mới tiếp xúc với nó, thì tất nhiên là nó phải bày hay rồi đó, nó phải đi tiện rồi đó. Thì hãy có tướng rõ rệt thì nó chết, nó phải tan hoại, nó phải hồi thui. Thì cái lớp 1 này nó không chịu, nó muốn lên để cấp 2. Cấp 2 thì phải bỏ cấp 1, nó phải dậy tối. Lên lớp 6, lớp 7 rồi thì phải rõ lớp 1, lớp 2, 3, 4, 5, 6, lớp đó bày hay. Năm 6 thì tương đối cao thượng hơn, rồi lớp 1 mẫu giáo thì bày hay. Ai mà cô giáo nào có dạy mẫu giáo thì biết, đó tôi có đi dạy. Tôi không dạy mẫu giáo mà tôi làm hiệu trưởng. Nó nói bạch thầy hiệu trưởng, con mắt yếu quá. Rồi một cái nó mau tè một cái, tôi nói đầy rồi dưới đất thôi. Thì nó sợ quá đi, nó không dám bạch. Nó ăn ở nhà bệnh bạ nít mà, rồi vô đó nó đau bụng quá, rồi nó tới chừng nó bạch với mình một cái rồi là nó tè. Rồi giờ mình sao? Tôi mà làm sao tôi dám đỡ cái vụ đó. Hồi nhỏ lớn giờ không có gia đình, đâu có biết cái đồ dơ giấy mà nó hiểu một đống. Thì phải kêu mấy đứa lớp mà lớn nhất đó, mấy đứa mà 16, 17 tuổi trong quê, mấy đứa nó giỏi vô cùng. Bởi vì nó có em mà. Nó nói thầy đừng có lo, thầy hiệu trưởng đừng lo, để con. Lên nó cởi quần nhỏ, nó bắt ra sông tắm, thì có cái sông ở trước cửa. Rồi nó tắm rửa cho nhỏ, nó giặt đồ, nó phơi đồ, nó ngon lạnh. Thì mình thấy là cái gì cũng phải qua cái lớp mẫu giáo là cái lớp đi tiện nhất. Không phải là nó đi tiện mà cái trình độ nó là vậy. Thành ra cuộc đời là cũng vậy đó. Có nhiều người mình không thể dạy được, không thể dạy được. Nó quá thấp, người đây có con cô Tấn, nó không thể dạy được. Tôi năn nỉ ý ơi, nói hoài nói mà nói như nước đổ lá sen thôi, không có thấm cái gì hết. Trình độ nó vậy bây giờ sao Phật còn phải đầu hàng, đừng nói là tôi. Thành ra học 15 mạng chúng sanh rất là quan trọng. Mình gần gũi mình coi có đứa nào không độ được thì thôi, mình cũng làm hết bổn phận mình thôi, chứ đừng có khổ đau. Tại nó như vậy. Mẫu giáo phải nhiều năm nhiều kiếp, và lần lần nó lên lớp 2, lớp 3. Thành ra lên lớp cao rồi, lớp 7, lớp 8 rồi là nó phải theo bà vợ. Mấy đứa nào lên được là nó thông minh. Cái căn nó là căn người trời dục giới. Còn có đứa mang thân người mà cái căn nó là trời vô sắc thì mấy đứa này ngon lành. Có đứa sanh ra làm người mà căn là nhập lưu nhất vãng lai. Chúng ta thường kêu là thần đồng. Có như Trương Vĩnh Ký đó, mới có 7 tuổi mà biết tới 18 thứ tiếng. Đâu phải một cái tiếng là muốn chết rồi. Có 7 tuổi, 9 tuổi gì đó mà ổng không có học. Cứ đem giấy đó đưa ổng mà ổng đồ ổng đọc ra. Rồi đem coi chữ Anh, chữ Pháp, rồi chữ Tàu này kia đem rồi ổng coi ổng đọc, mà ổng đọc nói luôn tiếng Pháp, nói luôn tiếng Tàu. Thì con người này hồi trước là bác học chứ đâu phải là con người. Nhưng mà ổng chết rồi cái linh hồn ổng giờ linh hồn bác học. Thì tái sử đi ta cũng vậy chứ, làm sao mà có một kiếp ngồi 49 ngày mà thành Như Lai, không có cái vụ đó đâu. Chúng ta bây giờ quý vị đi ngồi đi 49 ngày mà thành Như Lai thì tôi chịu rồi. Cái thân ngài là thân người, nhưng mà cái tâm ngài là tâm Bồ Tát Thích. Thì coi cái tiền thân của Phật Thích Ca ở trời đâu phải là dễ dàng.
Thì thôi chúng ta cố gắng, tôi nói ha, thì giờ cái thân thứ hai, quý vị trở về xét cái thân mình ha, là cái thân cắt dây thần kinh. Thì cái này hơi khó rồi đó. Là mắt thì có thần kinh thị giác, tai thần kinh thính giác, mũi thần kinh khứu giác, lưỡi thần kinh vị giác, thân thần kinh xúc giác. Xin xúc giác dễ nhận nhất. Cái sắc thân bên ngoài đó là phù trần căn. Dây gân đó là thần kinh xúc giác. Khi quý vị chết rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết liền lập tức, khi mà hơi thở đã dứt rồi. Nhưng mà thần kinh xúc giác quý vị chích vô vẫn còn đau 8 tiếng mới đứt. Thành ra tịnh độ hay chỗ đó. Tịnh độ là nhờ duy thức không? Tôi học duy thức tôi mới dám gọi quyết như vậy. Và tôi đi mà khai thị cho người chết, tôi thấy giống hệt vậy đó. Thì quý vị nhớ thân thứ hai, quý vị về để ý sau tôi giảng lại nữa ạ. Thì cái thân thứ ba là cái thân khó nhất. Cái thân thứ hai là ăn bằng xúc thực, tức là ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Thì cái tuổi thọ quý vị có thể hàng tỷ, hàng trăm triệu tỷ, năm người tỷ, tùy theo cái tu định lực cao thấp của mình. Thì ai có ngồi tới mà khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, tức là niệm Phật nhập tâm, đây là nhất niệm, là qua cái thân thứ hai. Cái nước miếng nó xuống rồi quý vị mất thân. Quý vị ngồi 40 ngày, 7 ngày, 70 ngày, 70 năm, 7000 năm, quý vị bất động không cần ăn uống gì hết. Nhưng mà có ăn uống, ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Có hai cái cảm giác. Cảm giác hỷ là cảm giác của thân bên ngoài, tức là mình. Cảm giác lạc tọa là cái thân thứ hai, tức là vui. Tôi nói một cái thí dụ. Quý vị đến đây, thí dụ nói bạch sư, con đi từ ở Vĩnh Châu lên đây, con đói bụng quá, sư có gì ăn không? Tôi nói không có thì tất nhiên là vì tôi nói có. Ở đây bữa nay Phật tử làm đồ ngon lắm, nghe không? Tới là đồ chay tới 7-8 món là. Cái gì mừng? Mừng là mừng cái thân bên ngoài nè. Mắt, tai, mũi, lưỡi là bắt đầu được no, cái bao tử sắp sửa có ăn. Mà ăn đâu? Tôi mới nói đây Phật tử là bữa nay đồ ăn nhiều lắm, bữa nay trai tăng. Thì quý vị biết mình sắp sửa no. Tôi nói không có nha, bữa nay dọn dẹp hết rồi. Thì kẹt. Thì mình tức là lo cái này nó có. Có mà có ăn đâu. Thì cái đó trong kinh kêu là hỷ, dịch ra tiếng Việt mình là mừng. Rồi thì kêu Phật tử giờ dọn đi đồ ngon, hâm lợi cho đàng hoàng, cho Phật ăn. Người ta đem ra mình ăn vô, mình thấy ngon quá, mình quên mất không biết mình ở đâu. Kêu mà nó đã sảng khoái đó. Cũng như quý vị mà uống cái nước, nước đá, nước đá dừa, con khát nước quá sư ơi, có nước cho uống không? Tôi nói có, mà nước đá dừa, nước dừa mà có lá sen. Nhưng mà có uống đâu, thì có đó là cái hỷ. Chừng nào đem ra cho mình uống, uống tới mát ruột gan, mình không biết mình đứng đâu, thì cái này là cái lạc. Cái này là cái thân thứ hai, chứ không phải cái thân bên ngoài. Thân bên ngoài nó có thường mà mình không để ý. Ví dụ mẹ mình ở ngoài Mỹ đánh điện về, bữa nay tao về thăm mày, nghe cái tin đó mừng quá trời, mà có gặp mẹ đâu, nhưng mà biết mình sắp sửa gặp. 9 giờ máy bay sẽ xuống Tân Sơn Nhất, mày đến đó đợi tao. Rồi tới đó đợi thì trong tâm nó mừng hoài mà có thấy bà đâu. Tới chừng máy bay xuống, bà ghé xuống mà nhào ra mình ôm bà. Không biết mình ở đâu, không biết mình Tân Sơn Nhất ở đâu, quá mừng rồi, người mẹ thân yêu nhất của đời mình. Thì cái này kêu là lạc, chứ không phải là cái này, cái cảm giác bên trong, chứ không phải cảm giác bên ngoài. Còn lúc chờ đón mẹ đến mà cái tâm hỷ mừng, đó là cái cảm giác bên ngoài. Quý vị không để ý đâu, quý vị tu theo dõi quý vị sẽ thấy cái cảm giác bên trong nó lâng lâng, nó sảng khoái một cách kỳ lạ hơn. Thôi tôi giả thôi. Còn cái cảm giác thứ ba thì nó không phải cảm giác, mà là cảm giác. Nó là cái cảm giác của tư tưởng, kêu bằng không khổ không lạc, là cảm giác của dây thần kinh ốc. Thôi thì tới tôi giảng về cái đó. Đó là ba thân. Cái thân này là của cõi trời vô sắc, sống bằng cái tư tưởng, tưởng tượng mông lung bao la mịt mùng.
thì cái thân này là có. Nó không có sắc thân bên ngoài, nó không có sắc thân bên trong, mà nó có sắc thân bằng cái tư tưởng mông lung. Thì cái đó chúng ta học nhiều lần rồi ngồi thiền rồi quý vị sẽ hiểu thôi. Thì nhân đây thì như vậy là đủ rồi đó, ba thân. Còn cái thân thứ tư đây là cái thân của thánh nhân, thân của nhập lưu nhất vãng lai bất lai, kêu là thân thắng nghĩa thân, cái thân bằng bất tử. Còn cái thân thứ tư là thân a la hán, là đệ nhất thắng nghĩa thân. Còn cái thân Bồ Tát Như Lai đệ nhất thắng nghĩa thân mà viên dung siêu việt, cái đó để khi khác. Chúng ta mới nói ba thân của cõi quế độ thôi, thì khi khác nữa. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như ngày xuất bát hôm nay và tất cả bốn phần cầu an cầu siêu, và cũng như pháp hội của chúng ta và toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.